không khí Tết ngập tràn khắp mọi nẻo quê hương. Những người chiến sĩ ở mọi miền Tổ quốc vẫn sẵn sàng trực chiến, bảo vệ sự bình yên của Tổ quốc trong những ngày xuân. Hãy cùng tham gia vào không khí đón Tết của người lính tại nơi biên cương, biển đảo trong chương trình Núi sông bờ cõi cuối cùng của năm. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Núi sông bờ cõi cuối cùng của năm, hãy cùng nhóm phóng viên chúng tôi trải nghiệm không khí đón Tết của những người lính gìn giữ biên cương, biển đảo, Tổ quốc. Và điểm đến đầu tiên trong cuộc hành trình của tôi đó là đồn biên phòng Cà Ròng thuộc huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Đây là một trong những điểm canh gác biên giới Việt Nam-Lào tại miền Trung của Việt Nam. Và hãy cùng tôi hòa vào không khí đón Tết của những người lính biên phòng tại đây. Đội biên phòng Cà Ròng, xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, mang số hiệu 593, đội biên phòng Cà Ròng trực tiếp quản lý chiều dài biên giới là 27,9 km với 9 cột mốc. Tết Nguyên đán đang đến gần. Từ những ngày cuối năm 2017, ban chỉ huy đồn đã có kế hoạch trực chiến trong những ngày xuân tới của đất nước. Chấp hành cái sự chỉ đạo của Bộ Chỉ huy biên phòng tỉnh, đơn vị đã triển khai xây dựng cái kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn biên giới địa bàn trong cái dịp Tết Nguyên đán. Trong 18 này là một cái dịp để các thế lực thù địch, rồi các loại đối tượng nó sẽ lợi dụng để chống phá. Đặc biệt là ở phía ngoài biên là có các cái hoạt động tiềm ẩn về ma túy, về thuốc nổ, về pháo nổ. Rồi chúng tôi tổ chức cái lực lượng tuần tra biên giới, chốt chặn các cái đường mòn qua lại biên giới, các cái địa bàn trọng điểm, phối hợp chặt chẽ với các cái lực lượng như công an quân sự của huyện, hải quan để đảm bảo cái an ninh trật tự và cái phòng chống các loại tội phạm trên địa bàn. Rồi chúng tôi cũng quan hệ chặt chẽ với phía bản Lào, tích cực phối hợp với bản để tuyên truyền cho nhân dân hai bên biên giới hiểu được các cái hành vi vi phạm cơ bản. Đến thời điểm bây giờ cũng chưa xảy ra một cái trường hợp nào ở trên địa bàn. Tổ chức các cái lực lượng, các cái tổ công tác bám địa bàn để nắm tình hình và cùng ăn Tết với dân. Tại đồn Cà Ròng, không khí vui tươi, hăng hái của các anh em chiến sĩ tăng gia sản xuất, phục vụ đơn vị trong những ngày Tết. Trên tinh thần là tiết kiệm và ấm áp, cho nên chúng tôi cùng ngoài cùng bánh trưng sân, cùng thịt mỡ dưa hành, thì chúng tôi cũng có những cái hoạt động tổ chức văn hóa văn nghệ, trích từ cái nguồn tăng gia sản xuất, từ quỹ vốn để hỗ trợ cho anh em trong dịp Tết là một người 1,5 triệu, một cán bộ là 1,5 triệu, còn chiến sĩ thì 500. Một ngày mới đến với bản 51, xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Ngày hôm nay, không khí tại bản vui vẻ hơn so với ngày thường. Tại trung tâm bản, những tàu lá rong, cần gạo trắng, đỗ và thịt mỡ được vận chuyển xuống để các chiến sĩ biên phòng đồn Cà Ròng cùng ngồi gói bánh chưng với bà con 17 hộ của bản. Vừa làm cho bà con, vừa chỉ dạy để bà con biết cách gói được chiếc bánh chưng xanh vuông vức. Bánh chưng của người ở đây không phải như tròn tròn vuông như thế này, toàn là cứ hành dài dài á, mà chưa thì mấy năm nay cũng như anh em bộ đội biên phòng cũng hướng dẫn cái cách nghề làm cái bánh chưng này để mà sau này mình cũng tự làm cũng như thế. Các anh bộ đội đến rất vui, rồi là các anh bộ đội tổ chức liên hoan này để làm bánh cho nhân dân này, nhân dân để bản làng đây là vui mừng lắm. Gói bánh chưng ăn Tết tại bản làng là một trong những hoạt động đón Tết thường niên mà đồn biên phòng Cà Ròng tổ chức cho bà con nhân dân tại địa bàn. Bộ đội biên phòng ngoài nhiệm vụ là bảo vệ biên giới thì con là cùng ăn cùng ở với nhân dân, bà con chăm sóc bà con, bảo vệ bà con nhân dân. Hàng năm đơn vị đều xây dựng kế hoạch triển khai cán bộ xuống cùng bà con đón Tết và đón giao thừa, có những hoạt động như văn hóa văn nghệ giao lưu. Đồn biên phòng Cà Ròng tôi là phụ trách là 10 bản, bản thân tôi thì được phân công xuống phụ trách ở các bản như bản 51 đấy, nên là đó là một cùng vinh hạnh và cũng là niềm hạnh phúc đón Tết cùng bà con ở biên giới. Vì năm nay là nhìn ra là cũng mưa cũng chưa mưa lắm mà nặng là cũng chưa nặng, bà con dân bản này đây rất là cùng vui mừng. Cảm ơn đón Tết xuân năm nay là cùng cảm ơn phấn khởi.
cả bộ đội biên phòng nữa thường xuyên. Cần mấy năm trước cùng bác đồn xuống chỉ đạo với bà con, xuống vui chơi với bà con. Tôi thấy là đơn vị đây là rất gương mẫu với bà con. Để chuẩn bị cho những ngày Tết năm nay, bản 51 cùng các bản khác trong địa bàn còn có thêm chiếc cổng chào và một sân bóng chuyền khang trang. Đây là công sức của các chiến sĩ bộ đội biên phòng Cà Rong nhằm phục vụ đời sống tinh thần và nâng cao thể chất cho người dân tại bản. Bộ đội biên phòng tổ chức về các bản vận động đồng bào là làm cổng chào, rồi là tổng vệ sinh bản làng, rồi là làm cả cái sân bóng chuyền. Bán chỉ huy đồn là cho nhân dân bóng và lưới để phục vụ cả cái phong trào thể dục thể thao trong thôn bản. Đã 5 năm nay, bà con dân tộc Ma Cong tại bản 51 cùng ăn Tết với chiến sĩ bộ đội biên phòng. Kể từ ngày các chiến sĩ biên phòng xuống chung vui với bà con tại bản, người dân Ma Cong mới biết thế nào là cái Tết. Những người ta, dân tộc ta ăn Tết, họ là đi cầm rào, họ đi phá rừng, rồi họ đi xẻ. Nhưng mà sau được là chủ trương của Bộ Chỉ huy Biên phòng và Ủy ban dân tỉnh, gọi là cử cán bộ về trong bản. Thế là coi là dạy là bảo cho chỉ tay họ làm cái này, cái hành là bỏ thế này, cái cổ là cắm lên thế này, thế là cái vị trí bỏ kia, thì coi là chỉ bày vẽ cho họ 5 năm rồi, thì coi là dân họ ăn Tết. Không chỉ ngày Tết mà những ngày thường trong năm, các chiến sĩ bộ đội biên phòng Cà Rong vẫn thường xuyên đi sâu đi sát, nắm bắt tình hình và hỗ trợ bà con tại bản 51. Các chiến sĩ cùng bà con tổng dọn vệ sinh chuồng trại, bày cho họ làm nương rẫy, giúp khắc phục hậu quả sau thiên tai. Chú vẫn đến đây là động viên bà con vệ sinh bàn làng để làm vườn rau vườn, chứ các chú cũng giúp đỡ nhiều lắm. Mấy cái nhà bố nhà ở đây các chú cũng giúp mày là bí rô đi, chứ các chú cũng giúp cho đó biên phòng đấy. Bà con cũng gương mẫu rồi là mang quần áo sạch sẽ, rồi nhà ai nhà đó là bộ đội biên phòng chỉ đạo cho rửa cho sạch sẽ này. Gia đình bà con nào mà ốm thì các ông chí đã đưa thuốc xuống là cấp cho và tiêm. Các ông chí thực hiện theo lời của bác á, dân với bản là như là cá với nước, cho nên là vừa rồi là bộ đội biên phòng có nhiều cái tình cảm với dân như cá với nước. Tình cảm bộ đội biên phòng khăng khít với người dân, cũng bởi vậy dù không bên gia đình nhưng ngày Tết của những chiến sĩ trở nên ấm áp hơn. Đón Tết ở biên giới thì cũng buồn, nhưng mà buồn là về không được về với gia đình thôi, nhưng mà đối với đồng bào thì mình cũng cảm thấy giống như cha mẹ rồi con cái của mình, nên cũng rất vui vẻ, không có vấn đề gì cả. Vì chúng tôi thì đã xác định là người chiến sĩ biên phòng thường xuyên là ăn Tết với đồng bào là chính. Với tình cảm của bộ đội biên phòng đối với dân thì giống như kiểu con của trong gia đình, mà họ cũng coi mình giống như là người con người cháu, nên chứ nó cũng họ rất tôn trọng những cái việc làm của bộ đội biên phòng, là họ cảm thấy là vì mình làm là những cái việc thiết thực cho dân. Hôm nay là thay mặt cho là tôi là nhà làng chúc bộ chỉ huy và các đồng chí cán bộ chiến sĩ biên phòng tỉnh cũng như là biên phòng 593 và nhân dân đồng bào bản 51 sang năm mới vui vẻ phấn khởi, nhân nhiệm vụ đảng và nhà nước giao hoàn thành và tốt đẹp. Vui không khí Tết Nguyên đán, song cán bộ, chiến sĩ biên phòng vẫn duy trì tinh thần sẵn sàng chiến đấu. Các quy định đảm bảo an toàn, quá trình quân yêu cầu đồng chí giữ trật tự, không nói chuyện, phát hiện các trường môn qua lại biên giới, nắm chắc tình hình, kịp thời báo cáo. Mặc cho địa hình hiểm trở, thời tiết giá lạnh khắc nghiệt, các chiến sĩ đồn biên phòng Cà Rong thường xuyên phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an quân sự huyện, lực lượng hải quan, tổ chức tuần tra đường biên cột mốc nhằm kịp thời nắm bắt tình hình, phát hiện và xử lý các vi phạm xảy ra tại khu vực biên giới. Đơn vị chúng tôi thì mỗi tháng thường xuyên là tổ chức tuần tra từ 1 đến 2 lần. Nhưng trong đợt dịp Tết Nguyên đán này thì để tăng cường nắm chắc tình hình và bảo vệ khu vực biên giới, bảo vệ các mốc giới và khu vực địa bàn, thì chúng tôi là tăng cường là thường xuyên tổ chức tuần tra khoảng
từ 3 đến 5 ngày chúng ta tổ chức tuần tra một lần để nắm chắc tình hình hơn. Kịp thời là vì nhiều đối tượng là có thể là lợi dụng trong dịp Tết Nguyên đán này để tổ chức các hoạt động là vi phạm. Tuần tra cột mốc là một nhiệm vụ rất đặc biệt khó khăn. Đường xã đi lại rất chi là khó khăn. Đi một cột mốc về là chúng tôi sẽ tổ chức đi là trong vòng 4 đến 5 ngày. Trong quá trình đi chúng tôi phát quang, đi đến đâu phát quang đến đó để đến được cột mốc. Cột mốc là nó nằm giáp biên giới Lào và Việt Nam, địa hình rất chi là phức tạp. Với những chiến sĩ đồn biên phòng 593, vinh dự, tự hào là cảm giác của mỗi người khi mang trên vai trách nhiệm bảo vệ sự toàn vẹn của hệ thống đường biên và sự nguyên trạng của cột mốc biên giới. Để bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia thì chúng tôi là tất cả anh em chúng tôi trong đội tuần tra thì không quản ngại khó khăn. Chúng tôi là quyết tâm là dù vượt nắng thắng mưa là vượt đèo núi để mà đi đến tận các mốc giới để mà kiểm tra chặt chẽ bảo vệ cái an ninh trật tự ở trong khu vực biên giới để cho bà con dân bản là có cái Tết là no ấm và yên bình. Mặc dù là những ngày Tết nhưng mà chúng tôi xác định rõ vai trò trách nhiệm, đồn là nhà, biên giới là quê hương, gác lại mọi chuyện gia đình để cùng đơn vị kiên trì quyên quyết bám vững là chủ quyền an ninh biên giới. Những bước chân không mỏi của các chiến sĩ biên phòng ngày đêm vững vàng trên những cung đường tuần tra biên giới góp phần mang lại những ngày xuân bình yên cho quê hương, cho Tổ quốc. Tạm rời xa những người chiến sĩ biên cương, chúng tôi đến với cái Tết của những người lính gác biển. Tỉnh Quảng Bình có bờ biển dài 116,04 km về phía đông. Nơi đây có đồn biên phòng Ròn, làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới biển với chiều dài trên 20 km, thuộc địa bàn 4 xã huyện Quảng Trạch đang ngày đêm túc trực canh gác nơi đường bờ biển. Trong đó, có một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, đó là canh gác nơi an nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại khu vực Vũng Chùa, Đảo Yến. Bên cạnh việc nâng cao ý thức, trực sẵn sàng chiến đấu, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Bình cũng tạo điều kiện để các chiến sĩ tuyến biển được đón không khí Tết đang cận kề với chương trình Xuân Biên phòng, ấm lòng dân biên giới tại hai địa bàn xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch và xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa nhằm giúp người dân hai tuyến biên giới biển và đất liền vui xuân đón Tết. Tại địa bàn xã Quảng Xuân, chương trình được tổ chức tại trường tiểu học số 1 Quảng Xuân với nhiều trò chơi dân gian mang không khí Tết cùng nhiều hoạt động thiết thực gắn kết tình quân dân. Trường tiểu học của số 1 Quảng Xuân chúng tôi cũng rất vinh dự được là lựa chọn trong cái chương trình này. Phải nói rằng cái chương trình rất là vui và bổ ích từ những cái trò chơi hấp dẫn cuốn hút các em. Bên cạnh đó có cái phong trào là Tết ấm cho học sinh, đặc biệt là nhiều cái suất quà về góc học tập cho học sinh mà đồn biên phòng cùng tất cả các cái cơ quan đoàn thể đã đi sáng nay đã trao cho các em. Đây là năm thứ hai chúng tôi tổ chức chương trình Xuân Biên phòng ấm lòng dân biên giới ở hai tuyến biên giới, gồm các chuỗi hoạt động như khám chữa bệnh giúp dân, tổ chức các lễ hội bánh trưng xanh, các cái trò chơi dân gian, rồi tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, các hộ nghèo, các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp cho nhân dân trên hai tuyến biên giới đón cái Tết đầm ấm vui tươi. Quảng Xuân là xã có biên giới trên biển với 2.300 hộ cùng 10.000 nhân khẩu. Bốn thôn của xã làm kinh tế đánh bắt thủy hải sản, phụ thuộc vào thiên nhiên, đời sống bà con còn nhiều bấp bênh. Cũng bởi lý do đó, đây là nơi được lựa chọn tổ chức Xuân Biên phòng ấm lòng dân biên giới. Chương trình bà Xuân Biên cương thì đây là lần đầu tiên, tức là lần thứ nhất tổ chức sáng xuân. Và cùng tin tưởng rằng sau cái sự kiện và công tác tổ chức chương trình này thì đây là một lần để nhân dân và nhớ mãi và để ấm tình của quân dân, đặc biệt là của các đồng chí biên phòng đối với nhân dân tiếp tục để có cái phát huy trách nhiệm trong công tác bảo vệ an ninh trật tự xã hội trên địa phương cũng là an ninh biên giới của hải đảo của Tổ quốc. Điểm nhấn của chương trình là cuộc thi gói bánh trưng xanh. Các giáo viên, học sinh, cán bộ đoàn viên và bộ đội biên phòng đồn Ròn được chia thành các đội cùng nhau thi gói 10 cặp bánh trưng đẹp nhất.
không khí tại trường trở nên náo nhiệt đến từ sự cổ vũ của những người dân địa phương cùng các em học sinh số 1 Quảng Xuân. Phải nói rằng một cái sự phấn khởi của các em hào hứng từ cái mới cái trò chơi đầu tiên, đó là trò chơi gói bánh chưng của 5 đội mà đã rất là bổ ích cho các em. Qua cái điều hành và cái sự chỉ đạo của đoàn, bên cạnh là cái sự hứng thú hấp dẫn của các cổ động viên, khán giả, phụ huynh, học sinh và toàn bộ cán bộ giáo viên, nhân viên trong trường đã tham gia chơi cổ vũ động viên. Cháu chơi trò gói bánh chưng, hôm nay cháu được giải nhất và cháu cảm thấy rất vui. Cháu chơi với cô thư viện, cô ở đoàn viên và một chú bộ đội. Cháu thấy các chú gói bánh rất tích cực và các chú rất hiền. Cháu rất muốn các chú bộ đội quay lại và tổ chức thêm nhiều trò chơi nữa. Xuân biên phòng không chỉ mang không khí Tết đầm ấm đến với người dân xã Quảng Xuân, mà còn cả với những người chiến sĩ đồn Ròn, lần đầu tiên ăn Tết cùng đơn vị, lần đầu tiên vui xuân cùng bà con. Tôi vừa tốt nghiệp toán trường cách đây 6 tháng, vừa về nhận công tác đồn biên phòng Ròn 5 tháng. Mà năm nay đặc biệt khác so với cả năm trước là về đón Tết đơn vị mới, đặc biệt là ở một địa bàn công tác mới, nên là tình cảm bà con dành cho bộ đội biên phòng, bộ đội biên phòng đối với bà con thì nó rất đầm ấm và hạnh phúc. Hôm nay thì tôi cũng trên cương vị là cán bộ đồn biên phòng và tham gia một chương trình đón một lễ hội bánh chưng và các trò chơi dân gian cùng với các em học sinh ở trường tiểu học số 1 Quảng Xuân và bà con dân ở đây thì cảm thấy rất vui. Mặc dù rất đến ngày Tết nhưng mà cái không khí nó đầm ấm và thấy thật sự là một không khí năm mới rất hạnh phúc. Trời dần chuyển tối, đây cũng là lúc những tiết mục giao lưu giữa người lính áo xanh đồn Ròn và nhân dân địa phương bắt đầu. Từng bài ca, từng điệu múa được chuẩn bị công phu, mang chủ đề mừng ngày xuân đất nước, ca ngợi tình yêu quê hương và lòng tự hào dân tộc. Lửa trại được đốt lên, tay nắm tay, người chiến sĩ biên phòng và người dân địa phương cùng nhau ca hát bên ngọn lửa hồng ấm áp, như chính tình cảm giữa quân và dân. Trạm radar 540 đảo Cồn Cỏ những ngày tháng chạp, cùng với duy trì trực sẵn sàng chiến đấu, cán bộ chiến sĩ cũng chuẩn bị đón Tết. Dẫu biết là thiếu thốn so với đất liền, song với những nguyên vật liệu trên đảo, các chiến sĩ cũng có được phong vị Tết cổ truyền đầm ấm với mai vàng, bánh chưng xanh. Bộ đội đón Tết với tinh thần là vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và sẵn sàng chiến đấu cao, cán bộ chiến sĩ đã quyết tâm khắc phục những khó khăn để chuẩn bị đầy đủ các cơ sở vật chất, từ lương thực thực phẩm cho đến các cái kế hoạch hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao cùng với quân dân trên đảo. Tết là dịp mà ai ai dù ở đâu cũng về sẻ chia những phút giây ấm áp bên gia đình. Với những người chiến sĩ hải quân, nỗi nhớ nhà, nhớ người thân cũng ra diết như bao người xa quê. Song với tư tưởng người lính, các anh luôn xác định ở lại bám đảo, quyết tâm bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt ngày Tết và các ngày lễ thì nhiệm vụ thì lại rất quan trọng đối với mình, cho nên là tôi xác định được rõ, tức là những ngày tháng này là những ngày mà chúng tôi là lại phải xa quê hương, là phải, đó là một cái nhiệm vụ. Chúng tôi xin hứa với nhân dân, cán bộ chiến sĩ trên đảo quyết tâm khắc phục khó khăn, bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Để hải đảo xa đón Tết đầy đủ và ấm cúng, những ngày qua nhiều đoàn khách đã đến tặng quà cho đảo. Đây cũng là nguồn động viên để những cán bộ chiến sĩ chắc tay súng bảo vệ sự bình yên cho Tổ quốc. Ngày Tết cổ truyền đang đến gần, cũng là lúc những chiến sĩ cảnh sát biển chuẩn bị lên đường nhận nhiệm vụ để cùng đồng hành với ngư dân bám biển, nâng cao ý thức cảnh giác chiến đấu và thực thi pháp luật trên biển. Chúng tôi đã tổ chức duy trì cái hệ thống trực các cấp, trong đó là duy trì về hệ thống trực ban, trực quân số, duy trì quân số đúng theo cái tỷ lệ quy định ở trên, làm tốt cái công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đặc biệt nội dung này là đặc biệt quan trọng để đảm bảo cho bộ đội hiểu được để cái nhiệm vụ. Tổ trưởng cấp trên là giao nhận nhiệm vụ cho là trực sẵn sàng chiến đấu, xác định đây là nhiệm vụ vinh dự và tự hào cho tàu đi thực hiện nhiệm vụ trong cái
đợt Tết năm nay. Anh em đã làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt về cả vật chất, về tinh thần, luôn sẵn sàng chiến đấu cao. Không để mất cảnh giác trước mọi âm mưu kẻ thù tại vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, các chiến sĩ cảnh sát biển luôn đảm bảo vũ khí, trang thiết bị và quân số, sẵn sàng chiến đấu giúp ngư dân yên tâm bám biển. Đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên được chỉ đạo, quán triệt kể cả trong những ngày Tết. Các cái vùng biển trọng điểm thì chúng tôi đều duy trì các cái lực lượng phương tiện trực ở đó để bảo đảm làm sao đó là mọi lúc mọi nơi trong quá trình đó là tuần tra kiểm soát trên biển thì chúng tôi luôn luôn chú trọng đến cái bảo đảm an ninh cho cái bà con nhân dân trong quá trình làm ăn trên biển mà trong dịp Tết không kịp về. Trên tàu cảnh sát biển, không khí Tết thường đến sớm hơn cả tháng. Màu hoa mai xen lẫn màu quân phục, những chiến sĩ tất bật chuẩn bị mâm cỗ cho cái Tết cổ truyền ở giữa trùng khơi. Nhiều chiến sĩ trẻ lần đầu tiên được đón thời khắc chuyển giao năm mới khi đang lênh đênh giữa biển. Song hơn cả, họ tự hào mang trên mình nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ sự bình yên của Tổ quốc. Tôi cũng là lần đầu tiên tôi tham gia cùng với anh em đón Tết ở trên tàu. Tuy là xa nhà nhưng mà tôi cũng rất là vui vì là có các đồng chí đồng đội cùng bên mình cùng trang trí và phòng đón xuân. Nỗ lực vượt khó khăn, các chiến sĩ cảnh sát biển đang vượt qua sóng gió để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giữ gìn chủ quyền biển đảo, tạo điều kiện cho người dân hậu phương đón Tết vui xuân an lành. Dù là người lính biển hay người lính gìn giữ biên cương thì ở đâu không khí Tết của họ đều có những điểm tương đồng là bánh chưng xanh, là tình cảm đầm ấm với bà con. Nhưng hơn cả, trong những ngày Tết đang cận kề như thế này thì những người lính đều sẵn sàng dâng cao tinh thần trực chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ biên cương. Đến đây thì chương trình Núi Sông Bờ Cõi cuối cùng của năm xin được kết thúc tại đây và xin kính chúc quý vị khán giả năm mới nhiều thành công và nhiều niềm hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại!